Nhà phân phối thiết bị công nghiệp Minh Motor xin kính chào quý khách. Mẫu sản phẩm sau là động cơ điện công nghệ Úc một pha vỏ nhôm, điện áp 220V, chạy được trong môi trường điện yếu với điện 210V, thích hợp cho một số việc như nuôi trồng thủy hải sản, máy mài, máy cắt, máy xay ngũ cốc, thực phẩm, máy nén khí, lửa xe, bơm dân dụng. Công suất sau là một ngựa 0.8 kW, tốc độ 1400 vòng trên phút, 4 cực điện, motor vỏ nhôm công nghệ Úc, thiết bị gọn nhẹ theo tiêu chuẩn quốc tế, trọng lượng là 16 kg. Mã vỏ sản phẩm là từ khoảng cách từ tâm trục tới mặt đất là 90mm, đường kính cốt trục là 24mm. Motor có chế độ làm mát toàn phần, tản nhiệt rất tốt cả bên trong và bên ngoài. Hệ số bảo vệ bụi nước IP54, cao cấp hơn các motor thông thường. Đây là con tắc ly tâm, hay gọi là bộ chỉ mạch ly tâm, có tác dụng ngắt tụ đề. Và sau khi motor khởi động, miền Bắc gọi con tắc này là coupler, miền Nam gọi là mặt vít. Đây là một số hộp tụ của motor hai dây tụ đề, nối vào vị trí như sau. Với motor một ngựa, tụ đề là 150mm là phù hợp. Khi lắp đặt máy chế tạo, quý khách lưu ý khoảng cách giữa các tâm lỗ đế dọc trục là 125mm, khoảng cách giữa các tâm lỗ đế ngang trục là 140mm. Các chân đế vỏ nhôm này có thể tháo dời, giúp motor lắp đặt theo chiều phương và tỉ. Cường độ dòng điện định mức ampe khi chưa tải là trên 4 ampe. Motor chạy rất êm nhờ độ thẩm thấu từ cao, nhờ cấu tạo bằng tôn silic xanh cán nguội. Nếu cần tư vấn thêm, quý khách nên liên hệ với điện thoại và email ở phía dưới.